Kính thưa công đoàn phục vụ, câu chuyện chàng thanh niên tới trước mặt Chúa Giêsu và thưa với Chúa Giêsu rằng: lạy thầy nhân lành, con phải làm gì để có sự sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời với chàng thanh niên rằng: chớ ngoại tình, chớ giết người, đừng hà hiếp người nghèo, hãy làm phúc bố thí và làm những điều tốt đẹp. Anh thanh niên nói: tất cả những điều đó con đã giữ ngay từ lúc còn nhỏ. Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng thương mến. Và Chúa Giêsu nói với anh ta rằng: anh hãy về bán tất cả của cải của anh có, rồi phân chia cho người nghèo khó, rồi hãy đến theo ta. Nghe lời nói của Chúa Giêsu, anh ta sầm nét mặt. Kính thưa anh chị em, theo Đức Giêsu Kitô là một quá trình thực tế đòi hỏi con người chúng ta phải cố gắng, phải phấn đấu, phải luôn luôn từ bỏ chính con người của mình. Sự giàu có mà Đức Giêsu Kitô ban cho con người không phải là sự giàu có mà chúng ta khước từ, nhưng sự giàu có Đức Giêsu Kitô ban cho con người của chúng ta đòi hỏi con người chúng ta phải biết chia sẻ, phải biết chia sẻ cho những người nghèo, phải biết làm phúc bố thí. Chúng ta không nên làm những điều quá đáng, chẳng hạn như ông phú hộ kia đã giàu rồi còn muốn giàu có thêm, hàng ngày yến tiệc linh đình, nhưng có một người thì nằm trước cửa nhà ông ta là Lazaro, muốn được những miếng bánh vụn rơi xuống dưới bàn để ông ta có thể liếm những mảnh vụn đó mà sống cho qua ngày. Nhưng thực tế những miếng vụn đó cũng không rơi xuống dưới đất, bởi vì ông ta ăn hết, ông ta không để rơi bất cứ một miếng vụn nào xuống dưới đất. Và đó là điều mà Đức Giêsu Kitô tối kỵ, bởi vì những người giàu đó là những người keo kiệt, những người chỉ muốn làm giàu cho chính riêng mình và làm giàu cho chính thân xác của mình, cho chính gia đình của mình. Họ làm giàu để họ sung sướng thân xác của họ, họ làm giàu để họ hạnh phúc riêng của họ, mà họ không biết chia sẻ cho bất cứ ai cả. Đức Giêsu Kitô nói với người anh chàng thanh niên rằng: hãy về bán của cải mình có, rồi chia cho người giàu, cho người nghèo khó, rồi hãy đến theo ta. Tại sao Đức Giêsu Kitô lại nói với anh chàng thanh niên là về bán hết của cải của mình, rồi phân phát cho người nghèo khó, rồi hãy đến tới theo ta? Bởi vì theo Đức Giêsu Kitô, giàu có là một cái gì tốt thôi. Bởi vì Đức Giêsu Kitô tới trần gian này không phải vì Ngài bần cùng hóa con người chúng ta, bần cùng hóa đời sống con người chúng ta, làm cho con người chúng ta nghèo khổ. Không phải như vậy. Nhưng Đức Giêsu Kitô muốn nói với chúng ta rằng sự giàu có là quý hóa thật, nhưng chúng ta giàu có, chúng ta phải biết chia sẻ cho những người nghèo khó. Chúng ta giàu có, chúng ta phải biết để làm giàu cho Thiên Chúa. Có nghĩa là chúng ta phải biết chia cho những con người nghèo khó, những con người không có gì ăn, những con người tới gõ cửa nhà chúng ta. Chúng ta không cho họ bất cứ một chút xíu gì cả. Dù một chén gạo chúng ta cũng không cho họ. Đó là sự giàu có mà Đức Giêsu Kitô nghiêm khắc trừng trị. Vậy khi Đức Giêsu Kitô nói lên cái điều với anh chàng thanh niên ngày hôm nay trong đoạn tin mừng này, Đức Giêsu Kitô muốn nhắn nhủ không những đối với cái anh giàu có đó, mà còn nhắn nhủ với các môn đệ và tất cả mọi người chúng ta ngày hôm nay rằng chúng ta hãy biết chia sẻ. Giàu có là điều mà Thiên Chúa ban cho từng người. Không phải bất cứ ai cũng giàu có, bất cứ ai cũng có của cải giống như nhau. Không phải như vậy. Nhưng giàu có hay là của cải đều do Thiên Chúa ban cho. Người này có trí khôn sáng suốt, người này có cái trí năng giỏi, họ biết làm ăn, họ biết cân nhắc, họ biết buôn bán, họ biết kinh doanh, thì họ sẽ có tiền của nhiều hơn những người không có đầu óc,
Vậy thì cái điều mà Chúa ban cho con người chúng ta sự giàu có là cái thực tế quan trọng của cuộc đời. Nhưng chúng ta phải biết chia sẻ cho những người nghèo, và chia sẻ cho những người nghèo sẽ làm giàu có cho chính bản thân của chúng ta. Chúa Giêsu nói như thế này: những người giàu có khó vào nước trời. Điều đó làm cho các môn đệ rất là ngạc nhiên. Nhưng các môn đệ còn ngạc nhiên hơn nữa. Chúa Giêsu nói rằng người giàu có vào nước trời khó hơn con lạc đà chu con lỗ kim. Sở dĩ Chúa Giêsu nói lên cái điều đó, một con lạc đà to như thế làm sao có thể chu qua được một cái lỗ kim. Chúa Giêsu muốn làm cho chúng ta liên tưởng tới một sự giàu có lớn lao mà con người tự tạo ra cho mình được, hoặc là do chính Thiên Chúa ban cho họ trí khôn để họ tạo ra cho con người của họ. Nhưng những con người đó vì bo bo giữ của, vì khư khư giữ cửa, họ có một nhưng muốn lại có hai, họ có hai muốn có ba, họ có ba muốn có bốn, vân vân. Cho nên họ càng giàu có hạng cả, họ càng muốn giàu có hơn nữa. Thì Chúa Giêsu nói rằng con lạc đà chui vào lỗ kim còn dễ hơn người giàu có chui qua cái lỗ kim. Sở dĩ Chúa Giêsu có một sự liên tưởng như thế để thấy rằng người giàu có mà keo kiệt, người giàu có không biết bố thí, người giàu có chỉ biết khư khư giữ của thì vô nước trời rất là khó. Không thể nào vô được nước trời, giống như con lạc đà chui vào cái lỗ kim. Vậy thì nước trời là nước chờ đợi con người của chúng ta. Nước trời là nước chờ đợi từng người chúng ta, để chúng ta có thể vượt thắng mà có thể tới được nước trời. Nhưng nước trời cũng có thể đóng kín lại nếu chúng ta không biết chia sẻ, nếu chúng ta không biết giữ luật của Chúa, nếu chúng ta không biết thi hành lời của Chúa. Vậy sáng hôm nay khi chúng ta mừng lễ Chủ nhật thứ 28 thường niên, mỗi người chúng ta ý thức hai điều sau đây. Điều thứ nhất, mọi của cải trần thế này Chúa Giêsu ban cho tài nguyên thiên nhiên là để con người chúng ta khai thác. Chúng ta hãy làm tốt công tác của chúng ta theo như cái trí khôn, theo như cái khả năng mà Thiên Chúa ban cho từng người chúng ta. Điều thứ hai, khi chúng ta biết khai thác tài nguyên thiên nhiên, khi chúng ta giàu có, chúng ta hãy biết chia sẻ cho những người nghèo khó. Vì những người nghèo khó là những người không có của ăn của để. Họ nhiều khi họ có bữa ăn, bữa no, bữa đói. Cho nên họ cần tới sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta đừng khi nào đóng lòng lại để chúng ta làm ngơ trước sự nghèo khó của nhiều người. Đặc biệt những người nghèo khó trong xã hội, đặc biệt những người nghèo khó chung quanh chúng ta, sống chung quanh gia đình chúng ta đừng đóng kín cái cửa lại, mà chúng ta rộng lòng, mở lòng ra để chúng ta bố thí. Xin Chúa là Cha tình thương, Đấng đã yêu thương từng người chúng ta, Đấng đã chỉ bảo sự khôn ngoan cho từng người chúng ta, Đấng đã chỉ bảo cho chàng thanh niên đã giữ tất cả những luật lệ của Chúa từ lúc còn nhỏ, giữ không làm những điều tốt đẹp, không ngoại tình, không chém giết nhau, không hận thù, không chia rẽ, không làm những sự tầm bậy tầm bạ. Nhưng anh ta đã giữ những điều tốt đẹp nhất ngay từ lúc còn bé. Chúa Giêsu khen anh ta như thế. Nhưng điều Chúa Giêsu yêu cầu anh ta là hãy về bán tất cả của cải anh ta có, rồi sau đó hãy tới và theo Chúa Giêsu. Nhưng anh ta đã không làm được điều đó. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho mọi người chúng ta biết sẵn sàng lắng nghe lời của Chúa và biết thực hiện lời của Chúa, để những lời của Chúa dạy chúng ta có thể thực hiện được. Amen.